Chị thông cảm cho tất cả các em, hiện tại thì chị đang có mặt tại đường hầm Điêu Khắc. Hôm nay thì chị sẽ dẫn các em đi tham quan nơi này để xem là tại sao người ta lại đến đây đông đến như thế. Nhiều người thì nói với chị rằng đến Đà Lạt nhất định phải đến tham quan đường hầm Điêu Khắc này. Nhưng mà chị đến Đà Lạt nhiều lần lắm rồi, chưa lần nào ghé tham quan nơi này hết. Vì vậy hôm nay chị sẽ đi liền. Những công trình này thì chắc hẳn đối với các em cũng khá là quen thuộc rồi đúng không nào? Bởi vì thậm chí chị đi suối Tiên, chị còn thấy con rồng con phượng to rất là nhiều. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây là tất cả các công trình trong khu vực này đều được làm bằng đất nung. Cho nên đường hầm này ngoài có tên gọi là đường hầm Điêu Khắc, còn có thêm một tên gọi nữa là đường hầm đất sét nữa đấy. Anh tiểu thúi, ở đây người ta thừa bánh hamburger đến nỗi người ta sử dụng để làm xe mô tô luôn á. Gì? Chả có gì đặc biệt cả. Thôi đi. Đường hầm nhưng không phải hầm, đường này lộ thiên quá. Nhìn sơ qua thì chị không nghĩ rằng nó làm từ đất luôn á. Bởi vì trông nó rất là giống bê. À đúng rồi, từ đất thật kia mà, đầy đất luôn. Wow, có một cái con thác rất là mát mẻ ở đây. Anh tiểu thư có muốn tắm không? Chắc trời này lạnh lắm cho nên là chị cũng không muốn tắm đâu. À, Kem ơi, cuối cùng thì chị cũng đã biết ở đây người ta điêu khắc cái gì rồi. Ban đầu chị cứ tưởng là họ làm với những cái thứ trừu tượng lắm, nhưng mà không hề, rất là đơn giản luôn. Kem có thể nhìn thấy, chị sẽ chỉ từng thành phần cho các em xem. Đầu tiên, đây, chính là một bông cải xanh. Quả màu cam cam này là quả hồng. Bông này, một bông rất to này là bông atiso. Sau đó chúng ta có thể nhìn thấy một cái xe chở đầy dâu tây. Còn bên đây nữa, sáng nay các em, chị đã đi thăm vườn bí khổng lồ. Nhưng mà người ta đã đóng cửa rồi, thì bây giờ không cần đi thăm nữa. Ở đây chúng ta có rất là nhiều bí khổng lồ. Wow, quả bí to ơi là to luôn anh tiểu thúi ơi. Hóa ra ở đây người ta đã điêu khắc ra những cái sản phẩm nông nghiệp đặc trưng ở Đà Lạt. Công nhận là cũng hay đấy. Ở đây người ta còn điêu khắc ra một cái máy bay nữa này các em. Trông oách thật sự luôn. Và đây chính là máy bay của Việt Nam. Ở phía dưới này hình như là thành lũy thì phải. Những công trình ở đây thì chị thấy rằng đều siêu to khổng lồ, nhìn rất là đã mắt, giống như thật luôn á. Chưa hết đâu, ở góc bên kia còn nhiều công trình nữa đó anh Tiểu Bảo và Thúi. Chị nghe nói đường hầm đất sét không chỉ là một cái công trình vĩ đại của Đà Lạt đâu, mà nó còn là một công trình vĩ đại của thế giới luôn á. Cho nên là chị sẽ đi một vòng và quay cho các em xem. Công nhận ở đây thì rất là cao mà họ đã điêu khắc được rất là nhiều thứ. Nào là từ những con vật này, lúc nãy thì chúng ta thấy rau củ quả này. Rồi góc đầu kia thì có cả những cái con voi nữa, tuyệt vời thật sự. Wow, ở đây thì có một gọi là một đàn khỉ. Các em có thể thấy các chú khỉ, nhưng các chú khỉ này thì khá là giỏi, các chú khỉ ấy còn biết mặc cả quần áo đấy. Những công trình ở đây thì rất là đẹp, không biết là người ta đã phải bỏ biết bao nhiêu công sức mới có thể làm ra được nó nhỉ. Nhưng mà mục tiêu ngày hôm nay của chị đến đây là để tìm Hồ Vô Cực. Đây là một công trình giới trẻ rất là thích luôn. Giới trẻ là những người trẻ giống như chị này, chứ không phải là trẻ em đâu nhá các em. Bây giờ thì chị sẽ phải đi tìm nó và chụp hình sống ảo ngay. Wow, ở đây còn có một đàn kiến khổng lồ. Còn kia là kiến mẹ kìa, các em có thấy không? Hơi bị ghê luôn, kiến này nó mà đốt cho thì thôi á, chúng độc chết ngắc. Nếu như chúng ta chụp hình ở đây thì sẽ có được một cái view vô cực.
chị sẽ vào chụp thử xem là nó có đẹp hay không. Nhưng mà chị lo lắng quá, với cái tay nghề của anh tiểu thúi thì chắc là cực kỳ xấu xí. Muốn có được những bức hình ở đây thì chúng ta cần phải xếp hàng nữa đấy. Đây là ngày thường chứ không phải là ngày thứ bảy chủ nhật mà còn đông đến như thế. Nếu một ngày thứ bảy chủ nhật thì chắc là xếp hàng dài nữa thôi. Hai cái bức tượng này thì chị đã thấy rất là nhiều ở trên mạng, và chị cũng thấy người ta chụp hình ở đây nhiều lắm. Nhưng mà chị không hiểu rằng nó có ý nghĩa gì. Hình như là một bức tượng trai, một bức tượng gái thì phải đang nhìn nhau. Ánh mắt của cô gái có vẻ rất buồn. Cuối cùng thì cũng đã đến lượt chị. Anh tiểu thú, sau khi chụp hình mình nhảy xuống đây mình bơi luôn được không? Được. Ok. Wow, Kem ơi, đứng ở cái góc này nè, chúng ta mới nhìn thấy cái sự vô cực của nó ở đầu kia. Giống như kiểu là mặt nước thanh thang thôi, đang tự nhiên hụt một phát luôn anh tiểu thúi. Anh tiểu thúi có vẻ rất là có tâm trong cái việc chụp hình này đấy. Ok, xong rồi đúng không anh tiểu thúi? Để em xem nào. A few moments later. Người ta chụp thì đẹp, tiểu bảo thúi chụp xấu quá. Thế mà không đợi chụp hình. À, hóa ra cái bể bơi này vô cực là bởi vì nó tràn viền. Các em nhìn kìa, nó tràn xuống dưới luôn ấy. Rồi theo cái ống nước đấy nó lại chảy vào bể bơi. Ở xa xa kia còn có hai con thiên nga không có bụng kìa anh tiểu thúi. Mình chui vào trong bụng của nó chơi đi. Wow, hai con thiên nga nhìn ở xa thì thấy nhỏ xíu, mà đến đây thì to ấy là to. Ở đây người ta còn trồng lúa này. Ở quê chị thì người ta không trồng lúa, chỉ trồng cà phê thôi. Chị sẽ ăn thử xem là lúa này ăn được chưa. Cứng ngắc rồi anh tiểu thúi ơi. Cánh đồng lúa tự nhiên sao hôm nay trông đẹp lạ thường vậy ta. Đúng là người ta trồng để chụp hình có khác, nhìn đẹp hơn hẳn. Các cây lúa có vẻ rất là đều. Anh tiểu thúi, bên trong con thiên nga này thì chúng ta có thể sống 24 giờ đấy. Hay là mình làm video ở đây đi. Ai cho em ở đây 24 giờ? Không được à? Không được. Chán thế. Anh tiểu thúi, đây mới chính xác là đường hầm. Đúng là đường hầm thiên nga rồi. Nè, đó bên trên có mái luôn. Đã quá đi thôi. Ở trong đường hầm này thì còn rất là mát nữa. Chị muốn ở đây luôn, chị không muốn về đâu. Ước gì đây là nhà của chị. Còn đây cũng giống như kiểu là hồ vô cực, nhưng nó có tên gọi là hồ thiên thần. Hồ này thì phù hợp với chị hơn, bởi vì ở đây có hai bạn thiên thần. Ngoài ra còn có thêm một bạn thiên thần đỏ này anh tiểu một thứ. Hồ này cũng là hồ vô cực, cũng rất là đẹp. Nước còn trong hơn hồ kia, mà người ta lại không thích chụp hình bằng hồ kia. Wow, ở đây còn có công viên Covid-19 nữa này các em. Nhưng thôi, chị sợ quá, chị không vào đâu, đeo khẩu trang vào thôi. Vậy là chị cũng đã khám phá hết đường hầm kiến trúc rồi. Chị cảm thấy khu này chỉ dành cho những người yêu kiến trúc thôi. Còn chị thì không yêu lắm, cho nên là chị chưa cảm nhận được hết cái vẻ đẹp của nơi này. Tuy nhiên, ở đây thì có một cái không khí mát mẻ và có nhiều góc để sống ảo, cũng rất là phù hợp với những bạn yêu thích chụp hình. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như mà bạn nào từng đến đây thì hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau.